Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3, trang 26, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau. NH4 cộng tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào. Nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 cộng. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào? Ta sẽ trả lời như sau. Khi NH4 cộng tích lũy nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào. Nhưng NH4 cộng khi liên kết với hợp chất khác thì không gây độc cho tế bào. Vậy nên, cơ thể thực vật giải quyết bằng cách liên kết NH4 với hợp chất khác, đó chính là sự hình thành amid. Hình thành amid là con đường liên kết phân tử NH3 với axit amin dicarboxylic. Sơ đồ phản ứng như sau. Axit amin dicarboxylic kết hợp với NH4 cộng tạo thành amid. Ví dụ, axit glutamic phản ứng với NH4 cộng tạo thành glutamin. Sự hình thành amid có ý nghĩa sinh học rất quan trọng. Đó là cách giải độc NH3 tốt nhất. Amid là nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết. Như vậy, chúng ta đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3, trang 26, sách giáo khoa sinh học lớp 11.